Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 12 và quý phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước thì thầy đã quay xong cho em ở cái bài số 4 đúng không? Trong clip hôm nay thầy sẽ bắt đầu quay cho em ở cái bài số 5 em nha. Chúng ta sẽ đi xem ở bài số 5. Bài số 5 thì người ta cho cái gì đây? Cho cái hàm số y bằng fx, ở đây hàm bậc 4 đúng không nào? X mũ 4 trừ 2x mũ 2 cộng 2 và y bằng gx là âm 1 phần 4 x mũ 4 trừ 1 phần 3 x mũ 3 cộng x mũ 2 trừ 3, có đồ thị lần lượt được cho ở hình 6a 6b. Nêu khoảng đồng biến này, à, nhìn này, đồng biến, nghịch biến và điểm cực trị của mỗi hàm số đó. Bây giờ chúng ta sẽ giải quyết từng cái nha. Bây giờ đồng biến, nghịch biến trước. Bây giờ đồng biến, đồng biến nghĩa là anh đi lên hay đi xuống, à nhớ này, đồng biến là anh đi lên mà nghịch biến thì anh đi xuống. Thì em nhìn này, ở đây nếu chúng ta tính ở đây á, từ trên đây đúng không? Từ trên đây ta đi xuống này, đây nhìn này, cái chiều của đồ thị anh đi như thế này, này đây, đi xuống anh qua đây, anh xuống đây và anh lên đây, có đúng không? Ta thấy nè, như vậy từ đây xuống đây thì nó sẽ nghịch biến này, đây tại điểm ở đây là x bằng trừ một đây đúng không? Như vậy ở đây chúng ta thấy là đây là âm vô cùng, ở đây là dương vô cùng. Như vậy thì từ âm vô cùng, đây chúng ta sẽ phân ra nha, từ âm vô cùng cho tới âm 1 theo em ở cái thằng này là nghịch biến hay đồng biến? Anh đi xuống nè, cái nào anh đi xuống thì thằng này sẽ là nghịch biến nè. Rồi bây giờ bắt đầu từ cái âm 1 ở đây này, anh đi lên ở đây, nghĩa là x ở đây là bằng không này, hoàn bằng không này, còn cái này là giá trị của nó thì chúng ta không nói. Nhưng mà thì cái anh này sẽ là gì? Đồng biến này. Tiếp tục ngay chỗ đây anh lại đi xuống thì chứng tỏ ở đây nó sẽ là gì? Nghịch biến này, nghịch biến, các em hiểu không? Từ số 1 này đi lên thì từ đây cho tới dương vô cùng thì ảnh sẽ đồng biến này. Như vậy ảnh có hai khoảng đồng biến, đó chính là thằng nào? Từ âm 1 cho tới 0 đúng không? Đúng không? Ok. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ ghi nè, quan sát ở cái hình 6A, ta ghi là quan sát, người ta hỏi gì thì người ta trả lời đó thôi. Quan sát hình 6A, ta thấy này, bây giờ chúng ta sẽ làm cái anh khoảng đồng biến trước nha. Cái khoảng đồng biến nghĩa là anh đi lên, anh đi lên, cái thằng này nó sẽ có dạng là gì em? Trong cái bảng biến thiên nó sẽ như này này, đó anh như này này, đó em hiểu không? Anh đi xuống này, anh đi lên này, anh đi xuống và đi lên, thì có hai cái anh chỗ đi lên này, thì hai này chính là đồng biến. Nhưng mà anh đi lên ở cái chỗ nào này, cái nhánh này đi lên, mà cái nhánh này tương ứng ở đây là âm 1 0 đúng không? Đó chính là âm 1 0 và cái gì các em? Và với lại là từ 1 cho tới dương vô cùng đúng không? Từ 1 cho tới dương vô cùng. Ok chưa? Tiếp tục khoảng nghịch biến. Khoảng nghịch biến thì ảnh đi xuống, thì từ đây anh đi xuống này, anh tới đây, sau đó đi lên thì từ đây anh đi xuống tới đây thì anh cắt đoạn đây, thì từ âm vô cùng cho tới gì? Từ âm vô cùng cho tới âm 1 và cái gì các em? Nghịch biến anh đi xuống này, thấy đi xuống không? Nghĩa là từ 0 cho tới 1. Rồi xong là khoảng đồng biến, nghịch biến. Bây giờ tới cái điểm cực trị. Điểm cực trị thì nếu chúng ta viễn cái này thì hai thằng này chính là hai cực tiểu này, và đây là cực đại này, các em hiểu không? Như vậy ở đây là điểm cực tiểu thứ nhất là xuống ở đây là đây chính là x bằng âm 1 này, và chỗ đây xuống đây thì nó chính là x bằng 1, đây chính là hai điểm cực tiểu này, được không? Ở đây người ta yêu cầu là điểm cực trị. Điểm cực trị người ta xác định điểm cực đại và điểm cực tiểu đúng không? À, điểm cực tiểu, điểm cực tiểu của chúng ta sẽ có ở đây là x bằng mấy? X bằng âm 1 và x bằng 1 chỗ đây này. Hai này thì nó tiếp xúc ở hai thằng này, còn điểm cực đại người ta này. Điểm cực đại. Điểm cực đại người ta là x sẽ bằng mấy? Chỗ đây thì tương ứng ở đây là x bằng mấy? X bằng 0 này. Đó. Rồi chưa? Xong rồi đó.
Ta hiểu không? Tiếp tục. Ok chưa? Đối với hình này, đây chính là hai điểm cực tiểu này, tương ứng hoành độ nó này. Điểm cực đại tương ứng hoành độ nó là x bằng 0 này, y giá trị cực đại người ta bằng 2, còn giá trị cực cực tiểu đó chính là bằng 1 này. Rồi, chúng ta xong ở hình A. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang hình B nha. Hình B thì người ta hỏi gì thì chúng ta trả lời đó thôi, tùy theo hình em nha, tùy theo hình người ta đưa ra. Bây giờ như đây, ở đây cái gì nè, thằng này chính là đi lên nè, thằng này sẽ là gì, đi xuống nè, thằng tới chỗ đây đúng không, tới chỗ đây ảnh lại đi lên này, và tới chỗ đây thì ảnh lại đi xuống này. Đó, như vậy hai chỗ đi lên này, lên tới chỗ đây đúng không, thì bắt đầu ảnh đi xuống, thì chứng tỏ ở cái chỗ đây là âm vô cùng này, ở đây là dương vô cùng này, thì em chia khoảng ra tới đây đúng không, tới đây thì cái đoạn này sẽ là ảnh đi lên sẽ là đồng biến này, đúng chưa? Từ đây anh đi xuống tới đây thì từ cái đoạn từ âm 2 cho tới 0 này nó sẽ là gì em? Nó sẽ là nghịch biến này. Nó sẽ là nghịch biến. Còn từ đây, từ 0 tới đây nghĩa là ở đây cái hoành độ nó không ta giống ở đây nó chính là 1, thì thằng này sẽ là gì? Đi lên nó sẽ là đồng biến này. Thằng này tiếp tục đi xuống là từ đây tới đây nó sẽ là nghịch biến này. Đó. Ta nhìn vô biểu đồ là chúng ta sẽ thấy nha em. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ ghi giùm thầy là quan sát hình 6B. Ta thấy này, khoảng đồng biến thì ở đây chúng ta thấy thằng nào đồng biến đi lên này, đó chính là từ âm vô cùng cho tới âm 2. Và cái thằng này từ 0 tới 1 đúng không? Đấy, cái đoạn này đi lên thì tương ứng ở đây hoành độ nó là từ 0 tới 1 này. Còn nghịch biến, khoảng nghịch biến thì anh đi xuống này là từ âm 2 cho tới 0. Và anh đi xuống là ở đây là từ 1 cho tới dương vô cùng đúng không? Đó. Ta hiểu không? Ok. Còn về cái điểm cực đại và điểm cực tiểu đúng không? Điểm cực đại. Điểm cực đại thì chúng ta thấy này, thằng này đi lên đồng biến là thằng này dương đúng không? Thằng này âm. Dương qua âm thì thằng này sẽ là cực đại này, đây chính là cực đại này. Một cái này, từ âm rồi xuống dương thì thằng này sẽ là cực tiểu này. Cực tiểu, thằng này cực tiểu, thằng này dương xuống âm thì thằng này sẽ là tiếp tục là cực đại này. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ có hai điểm cực đại. Một điểm tại x ở đây là bằng âm 2, và điểm thứ hai đây chính là x bằng 1. Còn điểm cực tiểu chúng ta ở đây là mấy? Tương ứng là 0 này. Đúng chưa? Điểm cực đại chúng ta nghĩa là x cực đại đây là bằng âm 2, và ở đây x bằng 1. Vị trí này hoành độ nó là bằng âm 2 này. Từ vị trí này chúng ta giống lên thì hoành độ nó ở đây chính là số 1. Được chưa nào? Đó, còn cái điểm cực tiểu của chúng ta đó chính là x sẽ bằng mấy? X bằng 0. Điểm cực tiểu ở đây là chính là âm 3, giá trị cực tiểu chúng ta là âm 3. Thì điểm cực tiểu ở đây tương ứng đây chính là số 0 này. Đó, được chưa? Xong rồi các em. Trên hai cái hình đó chúng ta sẽ thấy ngay. Nó thể hiện hết các em. Theo quan sát thì cũng có một số sách nó không phải cho hai cái hình này các em. Một số sách thì nó không cho hai cái hình này, mà là nó lại cho một cái hình, hai hình khác. Cho hai hình khác em nha. Hai hình khác thì đây thầy cũng, nếu như mà cái trong sách của chúng ta á, mà nếu nó mà là hai cái hình này thì chúng ta sẽ làm giống như thầy hồi nãy giờ. Mà nếu mà hai cái hình khác ấy, thì chúng ta sẽ làm theo kiểu này. Đây, thầy cũng đưa ra đáp án để chúng ta tham khảo. Hình 6A khác.
thầy không tiện vị ra mất thời gian của thầy, thì nó sẽ rơi vào cái hai cái hình khác ấy, thì nó sẽ rơi vào đáp án này em, được chưa? Tại vì thầy nghiên cứu thì thầy thấy như vậy. Cái đáp án này không phải là của hai cái hình này đâu nha. Cái đáp án này không phải là hai của hai hình này mà hai cái hình khác nha. Hai hình khác tại nó trước chứ không nó quả. Sao hai hình này mà thầy đưa ra cái đáp án này là tào lao? Không phải. Phải nghe thầy nói. Hai cái hình khác. Được chưa? Do sách nó thực sự là nó cũng chưa chuẩn lắm em, nên cũng không biết là bộ dục là lấy hai hình này hay là hai hình khác của đáp án này, thì thầy cũng đưa ra để chúng ta tham khảo. Về cách trình bày thì chúng ta có thể trình bày như thế này: đảm bảo tính chặt chẽ và đầy đủ phần lý thuyết mà người ta đã ghi cho chúng ta rồi đấy. Được chưa nào? Thế là hình A, còn hình B của cái hình khác á, của hình khác thì chúng ta sẽ có đây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bài số 6 nha. Tại vì thầy nói rồi, cái bộ sách này là đầu tiên chúng ta sử dụng nên là nó còn có rất là nhiều sạn nghe, nó chưa chuẩn đâu. Thầy phòng ngừa thầy cũng đưa ra đáp án của hai hình khác để chúng ta tham khảo nha. Tiếp tục này, thể tích V đơn vị cm khối của 1 kg nước tại nhiệt độ T, đơn vị là độ C ha. T này nằm trong khoảng là từ 0 tới 30 độ C, được tính bởi công thức này. Được chưa? Hỏi thể tích V VT giảm trong khoảng nhiệt độ nào, thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái V phẩy đạo hàm, V phẩy T đạo hàm thì thằng này bằng 0, thằng này thì bằng âm 0,06426 đúng không, cộng lấy số 2 nhân thằng này đúng không, số gì mà quá trời quá đất, hết bài toán đưa ra làm sao không biết. 2 nhân 0,008,5,043 đây nghe, bằng 0,017,0086T. Tiếp tục trừ ở đây, lấy 3 nhân số này, tại vì người ta đảo hàm xuống mà, lấy 3 nhân số kia, 0,0 mấy số 0, 1,2,3,4,5 3,4,5 679 rồi, 679 nhân lên cho 3 đây nghe, sẽ bằng là trừ cho 0,000 là 10 mũ trừ 4 nè, ở đây là 2037 T bình phương đúng không. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ cho V phải T này bằng 0, ta tương ứng ở đây là có như nè, âm 0, chúng ta ghi này trước 0,0 trừ nè, trừ 0,000207 T bình phương cộng 0,017,0086 T trừ 0,06426 ở đây bằng 0. Từ đó chúng ta sẽ dùng máy tính vào túi chúng ta bấm menu 922 đúng không? Rồi ok, âm 0,000207,0,017,0086 đúng không? Âm 0,06426 đây nghe, 79,5 với lại là 3,96 là bằng 4 không? Như vậy có hai cái T, một cái T chúng ta ở đây là bằng gần bằng 4 và một cái T là bằng gần bằng 79,5. Có hai giá trị như vậy. Khi đó chúng ta sẽ đi tìm. Như vậy thì ở đây T á,
nó nằm trong khoảng này thì thằng này sẽ loại này, và thằng này sẽ lấy này, tại vì T nó nằm ở trong cái khoảng là lớn bằng 0 và nhỏ bằng 30. Chúng ta hiểu không? Đấy, đây là chúng ta sẽ lấy và loại cái thằng đó, được chưa? Rồi, sau khi lấy loại thì bây giờ chúng ta sẽ đi tính ba cái mức V của 0 này bằng này, V của 4 này và V của 30 sẽ bằng bao nhiêu. Chúng ta thế trực tiếp vào đây. Chúng ta thế T chỗ nào có T chúng ta thế bằng 0 vào đây. Ví dụ chúng ta thế chỗ đây thì T V0 này sẽ bằng là 999,87 này. Ta thế chỗ đây này. Em hiểu không? Sau đó chúng ta thế V của 4 vô thì chúng ta tính ra được là bằng 999,745 này. Chúng ta thế 30 vô ở chỗ đây, chỗ nào có T chúng ta thế 30 vô thì chúng ta tính ra được là 1003,765 này. Sau đó chúng ta sẽ lập bảng biến thiên. Cho lập bảng biến thiên ra. Đó. Như vậy đây chính là T, đây là V'T và đây chính là VT. Đây là âm vô cùng. Không không? Ở hai giới hạn đây là 0 và đây là 30. Ở đây là 4. 4 thì đây là 0. Thì khi đó chúng ta sẽ xét dấu. Ở đây hệ số A chúng ta là âm. Hệ số A của chúng ta là âm nên chúng ta sẽ có cái dấu chúng ta là gì nè. Đáng lẽ cái thằng này là hai nghiệm là ngoài cùng trong trái. Cái đúng không? Thì tới cái chỗ T bằng 4 này, tại vì ở đây chúng ta đã loại cái 79,5 này rồi. Ta loại thằng này rồi, chứ không ta sẽ áp dụng cái chỗ là ngoài cùng trong trái. Nhưng mà T bằng 4 này thì ở phía bên đây là nó sẽ như nào em? Dương thì đổi dấu bên đây chỉ là âm. Âm thì nó từ đây xuống đây và lên đây đúng không? Đồng biến và đây nghịch biến này. Giá trị của nó ở đây sẽ là 999,87 này. Thằng này là 999,745 và thằng này sẽ là gì? 1003,765. Như vậy ở đây người ta hỏi các em là hỏi VT từ 0 cho tới 30 giảm trong khoảng nhiệt độ nào? Người ta hỏi là giảm trong khoảng nhiệt độ nào thì nó sẽ giảm trong khoảng là từ 0 cho tới từ 0 độ C cho tới 4 độ C. Giảm này. Hiểu chưa? Đó. Thế thôi. Đang hiểu không nào? Ok nha. Thì ở đây thầy cũng đưa cho các em ở cái bài chi tiết để chúng ta nắm cho cái số này. Ở đây là V phẩy em nhé. Đạo hàm. Rồi, chúng ta sẽ đi sang bài cuối cùng em nha. Cái bài cuối cùng đó chính là cái bài số 7. Bài số 7. Ở đây kính viễn vọng không gian Hubble Blue được đưa vào vũ trụ ngày này năm 90 nha, bằng con tàu gì đó. Từ lúc có cánh tại thời điểm T bằng 0, 0 giây đấy, thời gian anh em. Cho đến khi tên lửa nó đẩy được phóng đi tại thời điểm T bằng 126 giây cho bởi hàm số này. Về tính rồi. Như đây, 1 feet. Feet trên giây ha, 1 feet là bằng 0,3048 m. Hỏi gia tốc của tàu con thoi sẽ tăng trong khoảng thời gian nào tính từ thời điểm có cánh cho đến khi tên lửa đẩy được phóng đi. Thì chúng ta cái thằng gia tốc ấy, ở đây người ta nói là gia tốc. Cái gia tốc thường người ta sẽ ký hiệu bằng chữ A, gọi là AT này nó sẽ tương ứng với lại là đạo hàm bậc 1 của T em nhé. Cái này chúng ta được học ở trong chương trình lớp 11 rồi. Ta gọi cái gia tốc nó là thằng này. Bây giờ người ta tính đạo hàm của cái thằng VT ra. Như vậy thì cái gia tốc của nó là AT này sẽ bằng là V'T. Đạo hàm lớn này nhau vào đây. Đúng không? Rồi ok nhé. Ta lấy 0,001302 nhân này cho 3. Đúng không? Thì ở đây là 10 mũ 3 đúng không? Thì tương ứng ở đây là 0,003969 906
T bình phương trừ cho lấy 2 nhân thằng kia ra 0,09029 nhân cho 2 đây nha, 0,018058 T. Gia tốc của nó là bằng như này, được không? Đó. Như vậy thì ta có cái gia tốc của nó bằng bằng ở đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái A phẩy một bước nữa. Tại vì gia tốc của nó là bằng cái thằng này đạo hàm bậc 1, thì bây giờ chúng ta tính A phẩy T. Thì thằng này lại tiếp tục nhân ở đây. Lấy này nhân ở đây, lấy 0,003906 nhân 2 thì bằng đây là 0,007812 T. Đạo hàm thằng này bằng 0,1805058. Bây giờ chúng ta cho A phẩy T này bằng 0, tương ứng với thằng này sẽ bằng 0 nữa, 0,007812 T trừ 0,18058 bằng 0 ở đây. Như vậy từ đây chúng ta suy ra T, chúng ta sẽ lấy ở đây là 0,18058 chia ở đây 0,007812 sẽ gần bằng ở đây. Số nó nhỏ quá nè. Đây, nó sẽ gần bằng là 23 nha. Gần bằng đây là 23. Gần bằng 23, như vậy T, chúng ta có T rồi đúng không? Có T rồi, bây giờ chúng ta thế vô ở đây, chúng ta tính ra AT này. AT bằng bao nhiêu? Đúng không? Như vậy thì ở đây chúng ta có là AT. Sẽ ra AT ta sẽ bằng, ta thế 23 vô chỗ này bình phương và chỗ này bình phương, ta ra được là 0,003906 nhân 23 bình phương trừ cho 0,1805 nhân 23 sẽ bằng. Cái này là có máy tính nha, có máy tính chứ, nạn nô não chết luôn. 0,003906 nhân 23 mũ 2, ta trừ ở đây cho 0,18058 nhân 23 đây nha, bằng âm 2,087 đúng không? Được chưa? Ở đây cái nó nằm ở trong cái khoảng nào em, nó nằm ở trong cái khoảng là từ 0 cho tới 126 giây. Cái T này nó nằm ở trong cái khoảng này 0 cho tới 126. Như vậy người ta tính hai cái móc này nữa, cái hiểu không nào? Đó, nghĩa là ở đây là A, A của 23 này, và người ta tính A của 0 và A của 126 nữa. Như vậy A của 0 thì chúng ta thấy A của 0 thì người ta đây, ta thế A của 0 thì AT thằng này cũng sẽ bằng 0. Ta thế 126 vô thì A này người ta tính được 39,259 nha em nha. 126 ta thế vô đây, 126 bình phương mà chỗ đây là 126. Ta thế vô. Khi đó ta vẽ cái bảng biến thiên ra. Ở đây là T, A phẩy T, và đây là AT là gia tốc. Ở đây là 0, ở đây là 23 và đây là 126 này. Cái đúng không nào? Thì chỗ này là bằng 0. Cái thằng này là gì? Hệ số ở đây người ta là dương này. Hệ số đây dương thì ngoài phải cùng trái khác, đúng không? Như vậy đây là xuống đây và lên đây. Như vậy ở đây nó là 0 này, thằng này sẽ là 2 âm 2,087 này. Thằng này đã chính là 39,259 này. Như vậy nó sẽ tăng đòn đây này. Nó sẽ tăng từ 23 giây cho tới 126 giây. Đó, tăng. Hiểu chưa? Cái bài của chúng ta là như vậy em. Ok. Rồi. Đây bài giải chi tiết thì ở đây nghe,
Như vậy thì ở đây sau khi chúng ta ấy ra thì chúng ta sẽ ghi đây là ta có ở đây là V ở đây của 0 thì bằng 0 này. Ta tính cái giá trị V23 là bằng âm 2.087 này. Rồi cái V của 126 á thì sẽ bằng ở đây là 39.259 này. Để cho rõ chúng ta thấy các số đó nha. A thì loại ở đây là A chứ. A chứ không phải là V. Ok. Được chưa? Nó tăng từ 2-3 giây. Đây nó tăng này. Còn nếu mà nó giảm thì từ 0 cho tới 2-3 giây. Còn nó tăng là từ 2-3 giây tới 126 giây. Như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip tiếp theo thầy sẽ quay tiếp cho em ở cái bài số 2. Chúc em học tốt, bye bye. Thì trong bài số 2 thì chúng ta nhớ đọc và làm các hoạt động trước em nha. Ok. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.